Dạ, Nguyên xin chào quý cô chú anh chị em trên kênh của Quách Nguyên Vlog nha. Dạ, quý cô chú anh chị em ơi, thì hiện tại là Quách Nguyên và cùng chú Củi đang đi lên sân bay Tân Sơn Nhất nha cả nhà. Đó, thì hai anh em là mới 4 giờ rưỡi sáng là hai anh em tò mò là phải đi rồi cả nhà. Đi sớm lên check in vé với lại còn quay những cái khoảnh khắc của đoàn FC miền Nam cho mọi người cùng xem. Thì Nguyên mong là quý cô chú anh chị em xem hết đoạn video này để biết là FC miền Nam họ trụ cỡ nào nha cả nhà. Đó, thì đây là chú tài xế, cũng là một người yêu thương em Cường đây nè cả nhà. Đó, thì chú tài xế này hồi trước giờ là Quách Nguyên đi với chú không cả nhà. Ok, thì bây giờ Nguyên xin mời quý cô chú anh chị em cùng theo dõi với Quách Nguyên cái cuộc hành trình đi này nha. Dạ, thì Nguyên hiện tại là đang tới sân bay rồi nha mọi người. Thì đoàn FC miền Nam kìa cả nhà. Đó, lại trước Nguyên luôn nha. Bây giờ Nguyên cứ tưởng đâu là Nguyên đi sớm, ai ngờ các cô còn đi sớm hơn. Đây cả nhà thấy không, rất là háo hức rực rỡ luôn kìa. Hello, hello các cô. Dạ, chú cười kìa cô. Hello các cô nha. Đây nè. Cả nhà. Đây. FC miền Nam đây cả nhà ơi. Chưa lại hết nha cả nhà, chuyện mới có nhiêu thôi. Mới hội tụ được nhiêu ra. Chưa lại hết. Ôi, con cứ tưởng đâu là con chú Củi lại sớm nhất chơi. Ai cũng nôn, ai cũng đi chơi. Thấy ông bà mấy tuổi nè. Bà đi sớm thôi đúng không? Nhà là 2 giờ. Đó mọi người. Mà nó chạy nhanh quá, đến đây là 4 giờ sáng. Chạy nhanh đến mốt, cái gì mà nó đi, là cái gì mà dưới lên đây dưới mấy giờ. Khách sạn mệt. Hai giờ có về đó giờ là chị giờ không giờ chị về lên cái đây là mới 4 giờ mấy. Nè cô Kim Pha nè mọi người. Hello hello cô. Dạ. Ơi con cảm ơn cô nha. Đây chiếc nón bé bé xinh xinh này. Ôi trời còn cái siêu luôn cơ. Có cái siêu luôn cả nhà. Đó, Nguyên mới tới sân bay là đã có quà nha mọi người. Đó, rất là náo nhiệt luôn. Dạ con chào cô Dung nha. Cô Dung Mỹ Tho này cả nhà. Show đợt này là cô vẫn đua theo em Cường nha cả nhà.
Dạ. Trời ơi, mọi người thấy cô có đẹp lão mà. Hành lý của dạ. Dạ chú của đó kìa con. Đây là chuẩn bị phát đèn nha cả nhà. Phát 20 cái đèn. Anh Nhật ơi, của anh thì anh lại lấy. Đúng rồi, của chú Nhật đâu. Chú Nhật phát Rồi, phát luôn đi. Hay, chú Nhật phát đi. Đây là chú Nhật nha cả nhà. Này của anh Nhật các bạn trang cho mọi người tài trợ cho mọi người show. Đây là 20 chiếc đèn của chú Nhật Tiền Giang hỗ trợ cho mọi người đi show. Đèn này, đèn gì ta? Này đèn sông ngư đúng không ta? À đúng rồi. Đây. Có cả pin luôn. Chị Nguyệt có chưa ta? Wow, chơi nè. Trời đóng gói đã thôi. Đẹp nhờ. Em có chưa? Chưa em chưa. Em lấy đi. Giờ không lẽ em bỏ máy xuống em dơ hai tay vậy. Chiếc đèn sông ngư chắc rồi chú Nhật. Của anh Dịch ở Tiền Giang mới tài trợ cho em dơ. Các cô bên đây có ai có đèn sông ngư này chưa? Chưa. À chưa có phát. Dạ. Ủa này trong danh sách đăng ký hả cô? Tài trợ không, tặng thôi. Không, bây giờ hiện giờ ai chưa có? Ai chưa có mà, ai chưa có lấy mà. Bây giờ lấy ra mấy cây vậy? Đây một bình này. Hả? Dạ. Của chú Nhật tài trợ. Đây mọi người chưa có đèn lại cô Hương phát nha mọi người ơi. Dạ. Đèn này bao nhiêu một cây? Trăm mấy hả? Không, cái này của chú Nhật tặng mà. Đây là chủ nhân của những chiếc đèn của các cô chú anh Nhật. Anh Nhật ở Tiền Giang nè. Châu Nè, cho cháu chị một cây, chị chưa có đó. Tổng cộng là em lấy ra 13 phải không chị? Chị không biết. 20 cây đèn, 50. Dạ. Còn mấy cây thì đang. Cái này là của đâu vậy? Có cho được không? Hồi nãy con cho cầm một cây đó. Đợi chị để nó lộn ngoài em đền chết luôn. Dạ. 11 rồi. 11 rồi á? Ừ. 13. Ôi, em 15 luôn. 15 chứ nãy lấy ra 3 một. Rồi phải không? 3, 18 rồi. 20. Rồi đấy, anh phát cho mọi người. Làm lên không nhận được lượng sớm. À, chú ngoại trợ. Chị Nguyệt ơi, lấy không? Dạ, cảm ơn chú Nguyễn Văn Cho. Chờ cô hả? Cái này là của anh Nhật Tiền Giang. Ai chưa có đèn thì có chưa có đèn chưa? Có ai chưa có đèn sông ngư chưa? Chú Nhật tài trợ cho mọi người ơi. Cái này mua hay là tặng luôn hả? Em ơi, anh ơi cho một cây nữa nè, đi mua nè. Rồi cái này là còn 4 cây này đất của ai có đưa lúc đi. Dạ con. Này chú củi lấy không? Mình có cầm được đâu. Để cho những người có quay phim. Mình tay quay tay dơ luôn. Chơi láng luôn. Còn 4 chiếc đèn nha mọi người. Ok thì bây giờ Nguyên sẽ tạm dừng clip tại đây. Thì Nguyên sẽ cập nhật vào những cái video tiếp theo cho mọi người cùng xem nha. Dạ, Nguyên mong là quý cô chú anh chị em nhấn cho Bách Nguyên một like và một chia sẻ video để ủng hộ cho Bách Nguyên với nha mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.